Ngày 29 tháng 6, một cuộc đình công kéo dài 4 giờ đồng hồ của các nhân viên đang làm việc trong các bệnh viện công tại Hy Lạp đã diễn ra, với mục đích phản đối việc chính phủ đang thực hiện nhiều cải cách đối với hệ thống y tế tại quốc gia này. Với chính sách thắt lưng buộc bụng, hiện chính phủ Hy Lạp đã cắt giảm ngân sách ở các bệnh viện công. Theo các nhân viên y tế, chính sách này khiến cho các trang thiết bị y tế không được nâng cấp, bệnh viện không đủ chi phí để vận hành. Thậm chí nhiều nhân viên cho biết lương của họ còn không đủ sống và họ phải tính đến chuyện nghỉ việc nếu như điều này cứ tiếp tục diễn ra. Gần đây, các cuộc đình công đã trở thành điều rất bình thường tại Hy Lạp, nơi mà một loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã gây nhiều bất bình trong người dân.